mọi người, lại là em đây. Hôm nay em chuẩn bị làm một cái ẩm thực ra mắt mọi người, ra mắt anh em. Hôm nay không biết nấu gì hết. Chuẩn bị hôm nay được cái làm chị đại sai mấy anh em. Đây! Nấu gà xong chưa? Mới nấu có 5 phút mà xong cái gì xong? Nấu gà xong chưa đâu coi? Mới bếp lên nữa 5-3 phút gì à? Đây đây. Đâu đâu coi. Gà làm sạch chưa? Bao sạch. Chắc không? Thôi. Ăn rồi chín cộng lông là chết tôi. Thầu nói ăn gà là chấm bù tạc ăn cha. Vậy thôi bỏ luôn coi. Coi làm ăn đàng hoàng nha. Dùng hồng rất đầu cái bà thì giờ mệt dưới rồi không? Trời ơi, vậy mà tôi mới vô tim được chứ. Đúng không mọi người? Ông Hanh đâu rồi? Đây. Ông Hanh! Đã không? Chạy em cái chuối đây. Sao bữa nay em nói em làm thử không đã nè em? Lâu lâu cho em ra vẽ tí xíu đúng không? Là ông thật hôm nay là em làm hay là anh với Thanh làm? Mà nãy anh thấy toàn mà chứ anh với Thanh mà sai hết, làm này làm kia mà sai đúng chuyện trên đời hết đó. Sao em vô nói với Thanh hả làm? Thì giờ có mình em con gái trong tim mà. Nấu ông thật hai người và nấu hợp lý chứ. Vậy anh có làm không? Không, vậy mà nó nói hello xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một bữa ẩm thực ra mắt mọi người. Ông Thanh luộc gà xong chưa? Anh Hân chặt chuối. Đồ thao tao, tao quỳ tao lạy mày hả Dung? Thao tao sợ quá. Thôi đi chặt chuối đi. Đi quay gì vậy? Đi chặt chuối cũng quay. Em vẫn nói với anh em quay, anh đi chặt chuối nha Dung. Thì em coi anh chặt cây nào. Rồi anh chặt cái gì sao? Sao bữa nay sao em nhiễm ngờ sao Dung? Là quay thiệt hả? Quay thiệt. Chặt tù. Thay lâu là chặt gà đi nha. Nát tôi vô coi chặt không đẹp thì bắt chặt lại đó. Tôi lấy cái khác tôi chặt đó. Cây nào có cây chặt không? Không biết cây nào chặt nữa. Không biết cây nào cây chuối không? Có chừng chặt lỗ nha. Anh đéo dữ không? Rồi có biết chặt chuối không? Mày quay tàng tàng người ta chứ. Chết đi tụi mày giỡn rồi nha. Thì mẹ xong người ta coi em rồi. Vậy thôi coi coi em. Được chưa? Coi em. Được, cây đó cây chuối lá mà. Chuối thì cây nào? Anh kiếm cây chuối chát mà chặt chứ sao cái cây đó kia có cái múc chuối kìa. Trời đất ơi. Sao anh lớn mà anh không biết phân biệt ăn chuối vậy? Ấy cái dao em chuối em. Đồ sao mà không nói mẹ anh Hân anh lên anh chặt cây chuối chát. Giờ chặt cây nào? Bây giờ rốt cuộc là chặt cây nào đây? Thôi anh chặt đó kìa cây đó cho em đi. Cây bự nè. Ừ. Ăn hết đâu. Thôi chặt đại đi mì sau có cái gì đó gọi là được rồi. Thôi anh chặt cây đây thử. Cái gì? Cái cây đó. Cái cây đó chắc được á. Chặt đây. Chặt coi chân chặt đúng chân nha. Mà sao tại sao tự nhiên không anh hỏi em bây giờ em làm món gì mà biểu chặt cây chuối. Sao? Hôm nay em làm ẩm thực do tay em làm, anh cứ chặt đi. Anh cứ chặt đi. Miền sao? Sao này sao tôi. Này hôm nay em có làm một món không ai làm bằng em đâu. Không ai làm giống em đâu á nha anh Hân. Thiệt hay? Tiếc. Vì sao chặt cho đàng hoàng? Không chặt bẻ ra đây. Nữa. Cái cây nào mà không được? Không chặt cái đây, anh giỏi nhiều. Vậy anh hết không? Hả? Anh hết không? Đây đúng không? Chặt đi, chặt. Lần đầu tiên mà anh thấy mà biểu ra chặt cái cây chuối non vô làm nó ông thật gì vậy? Bây giờ mày làm cho người ăn hay cho heo ăn? Thì miễn sao mấy anh em mình ăn được rồi mà làm ẩm thực cái vui mà mấy mọi người xem cho vui mà chứ cần gì đúng không? Báo, bà báo. Chô. Trời ơi, coi chừng mũ á. Được sao hả? Đó bơ bào cho em nha. Đó. Thì đó em tí. Con thằng lắm. Được sai anh Hân với mấy anh em trong team nha mọi người. Tính ra làm con gái lợi thật á. Thì đó em vô em coi kiểm tra gà coi xong chưa. Ủa anh Thanh, làm gì vậy? Điện gà làm gói thì phải chuẩn bị những công đoạn gói với giờ sao? Vậy hả? Giờ dữ trời. Gà luộc xong chưa? Gà mới ra vô mấy phút hồ. Cái thôi lẽ là chấm mùi tạt cho nó nhanh chứ rồi trời. Hay là làm gà chấm mùi tạt đi. Ăn đau bụng hả bà ơi? Giỡn hoài. Không được hả? Con gà làm như thịt bò chấm mùi tạt. Tưởng chấm mùi tạt thôi chấm luôn cho nó nhanh làm ẩm thực cho nhanh cho rồi. Xô, anh Hân ơi. Đây. Nè. Nãy giờ nó sai tao như con lại. Trời vô lại mày cho. Anh nói với Dung nè, mặc dù là biết là quay video hay không nhưng em là con gái,
em là tính tình hiền hậu rất na, mới mày chửi tao với thằng Thanh. Em chọn này, em cho có câu này anh chửi anh Thanh, em chửi anh Thanh luôn á. Chứ mày sai anh như chó, khác gì chữ. Ai em chợt nhận ra, tự nhiên thấy bà Dung bà hiền nha, đẹp gái nha. Ai mà tù 8 kiếp vậy, người ta mới lấy được bà Dung. Ủa mà sao có đoạn 8 kiếp tự nhiên sao ớt như vậy. Đâu tự nhiên bữa nay là làm ấm kiếp mới được em sai chứ, giữ gì em sai như thế. Ủa mọi người, mọi vậy rồi bây giờ làm ẩm thực gì dài rồi không? Không gọi cậu Bảy lên đi Dung. Ừ. Ai biểu cậu Bảy ham ăn quá. Cậu Bảy lên, cậu Bảy lên ăn hết của sao? Đủ anh nói em, ông mà biết mà làm sao đủ anh ăn được đúng không? Anh nói em mà ông cậu Bảy ông biết làm ẩm thực mà không gọi ông là anh nói ông chứ. Bên cái nhà không có. Không, lát nữa em có cái màn này. Lát nữa nhờ anh Thanh với anh Hân phụ em giúp trôn cậu Bảy. Trôn tiếp, trôn khi nào đưa đầu bú luôn. Đó không? Anh chờ ông cậu Bảy biết luôn. Mà trôn nước bây giờ tao nói, vừa cái đầu ông cậu Bảy. Đồ này. Đó. Máy. Ừ. Máy. Ý là mấy đồ này. Đâu cũng góc chứ. Quá anh em. Cũng góc. Trời. Thì chuối em cũng góc cho tự nhiên em cũng ngoẳng. Bà mẹ vậy này cho tao bỏ nguyên điện góc lên đó đâu. Chuồng. Thâu. Ủa. Em cũng góc ngon nó ngoẳng chứ tự nhiên em cũng ngoẳng. Vậy đây là khúc giữa em. Thôi nữa này cũng giữa cho thôi. Thằng ba báo đi thì chứ. Chuối người ta chặt sát góc rồi lấy cái góc của anh nó ngon. Đây là còn khúc này nữa có chặn tao lên tao chặt. Lấy cái khúc đó mới ngon hả? Đồ. Trời ơi anh Hành nha, lỡ sao mà không biết chặt chuối. Sao không vậy em mời Dung Dung hành tao chứ. Trời anh sao chứ nãy giờ anh mà Dung đi rồi. Nữa. Có chặt đâu hoàng nha không. Vô chỉ bà vô nói bà ăn á chỉ cho cách chặt chuối. Tính ra bà ăn có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không? Phải rõ ràng chứ bà ăn mới nhìn rõ ràng hơn Hằng chứ. Hằng. Anh Hằng anh lười làm biếng lắm. Không có vợ chưa? Có rồi chứ, một vợ chuẩn bị cái đứa con mà hối nữa. Trễ hả? Tưởng chưa có làm mai nha. Không phải thông báo rõ ràng như để vợ nhà nó coi video này nó hừ nó. À, may quá, may mà hỏi trước nha mọi người, may mà hỏi trước chứ không là mất công làm mai nữa rồi. Không biết anh Hằng chặt chuối sao rồi. Coi coi thử. Hân, chặt được chưa? Là mấy khúc này hả? Ủa giờ anh mới biết luôn hả? Anh lạy mày luôn. Mày lần sau quá mày nói anh Hân. Anh lên giúp em chặt một cây chuối chát lấy cây gốc. Như anh Hân lần đầu tiên em cũng mới biết ăn cái đoạn này á chứ em đâu biết đâu. Mày sao mày nói gì đúng rồi mày? Không may mà con Thanh biết á chứ không là em cũng không biết đâu á. Không rung dây rồng. Không lâu hành mấy ông anh tư xíu nha mọi người. Thì em cứ hành đi. Tao nói mày ông cậu Bảy ông biết mà ông cào nhà là con lý. Không lát được con hành cậu Bảy nữa. Còn cái cây nào to hơn. Anh chỉ cái cây to hơn cơ. Sao mà anh báo chứ. Mình chỉ cái cây. Chặt gấp hai cây chuối rồi đó. Không ngon đâu chứ. Cái gì mà anh chỉ cái cây mà. Vậy giờ đem dùng đi. Chứ cây này sao em thôi cho chứ em. Đổi việc. Thôi anh Thanh ra chặt chuối đi. Bà mày sao mày biết mày đang chặt mày. Thôi. Thôi anh ra lục này dưới mày. Thôi anh ra lục gà đi. Ông Thanh ra đi ra chặt chuối đi. Bao thôi anh ra con lục gà đây. Là cái cây đó ăn không được hả? Tao cái cây đó chung cho em vậy. To đâu mà lớn cái xác mà không làm được cái gì đó. Thì ăn gì mà ăn có chữ luôn rồi đúng rồi á. Giờ đồ đây sao đây kết bỏ ấy. Dạ em lấy khúc đây rồi á. Như đây rồi ấy. Dạ. Là xong rồi sao này kêu hai cậu đi vô chặt nữa. Giờ này ông kêu cái khúc này còn ở dưới gốc nó còn vài khúc này nữa. Đó, khúc đó. Thì là khúc đó đó. Khúc nó già dữ mà khúc cho nó non tâm vậy. Chứ tao lột ra tới 18 cái tép lá rồi mới thấy. Mày sao mày báo dữ mày. Chưa. Ủa nó còn sao. Thầu lấy khúc đây đâu. Bà anh vô anh coi gà dịch đổ trong nhà rồi coi nó chín nụt như bà mẹ. Thầu biết tao bây giờ chung coi. Thôi không ổn rồi. Không ổn. Em có đứa phụ nữ mà nó say mấy người không con. Nhớ hoài. Hello các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm một bữa ẩm thực ra mắt anh em. Thành, gà luộc sao tới đâu rồi? Nâng, chặt cái chuối. Má tụi. Ba mày làm không? Không vậy, xin lâu lâu ưu tiên em nhưng mà trời ơi, làm gì bác mẹ em dữ trời. Này cũng đâu phải mấy ngày đó, 8 tháng 3 hay là ngày rằm 16, mùng 2 gì đâu. Thì có ngày của em đi. Ngày đó là của Hùng. Anh Hân nói gì hả? Thì chứ người ta nó kêu ngày đầu anh ngày ở tháng 3 ngày 16 mùng 2 em nói thì coi những ngày của em rồi tới ngày cô hồn những ngày mùa.
em cô hồn em cũng em cô hồn em vô tim anh thôi, lương nguyên tim mình là cái gì nữa trời, đúng không? Thế hai anh làm quý mà anh làm quý. Giờ nói dùng thiệt một câu chân thành, sao anh em nên gọi cậu bé đó này, bởi vì cậu bài lát này em gọi. À vậy là cá gọi đúng không? Gọi rồi, nhưng mà phải có cái gì đó. Đó, đối tao em ngưỡng ngon là gì? Hả? Hử? Em hiền mà trời đâu ác này. Ấy là em đối tao cậu bé em ngưỡng. Trước khi ăn một cái gì đó, phải làm cái gì đó, phải đau đớn mới ăn được, mới ăn ngon được đúng không? Mà trôn đi. Đúng rồi, phải trôn nhá, phải trôn nổ mới đau nhá. Thôi giờ đợi em anh vô anh ngủ anh suy nghĩ ý tưởng rồi nha. Thôi cần gì, em trong đầu em có sẵn rồi. Trong đầu em có sẵn rồi. Làm anh thấy anh Hân biết rồi, ôi, đầu em nhiễm rồi, đầu nhiễm với anh Hân rồi. Giờ sao? Mẹ, tại sao thì giờ anh thấy khoảng thời gian sắp tới chứ anh nghĩ nó đen tối lắm. Anh Hân sao mọi anh Hân hô dữ à? Logo này logo ba mẹ ban cho. Trời, cái mỏ này thua luôn á. Mới bữa anh hỏi bên chỗ nhà kho nó kêu cái mỏ anh làm lại là 170 triệu. Nói má mẹ mày đụng tầm ba đứa con tao nuôi nó nổ mà biểu làm cái mỏ 170 triệu. Ê, vậy mà nó cũng tư vấn được hay thì thôi ngày nhét theo 100 ngàn mấy năm trời cộng lại cũng chắc cũng được 100 triệu chứ, đúng không mọi người? Thôi để em tắt em suy nghĩ ý tưởng rồi có gì lát nữa em có một cái này là trôn của bãi rất là ok. Để em bàn với mấy anh em rồi em cho mọi người coi nha. Let's go. Trời ơi nó nóng. Trưa làm ẩm thực cái nóng luôn á. Này. Dạ vâng, dạ dạ. Xách chuối mỏng mỏng lên nha. Dạ vâng chị đại, dạ dạ dạ. Đem coi được chưa? Mỏng nữa, dài quá. Cái con dao nó cắt tay không đứt người biếu cái mỏng luôn. Mài đi, mài cho nó sắc. Làm mỏng thôi, ăn cho nó ngon. Nhà. Ăn vậy rồi ăn chắc từ đâu nữa. Nhà hoàng ông không được cái gì đó. Nhà hoàng ông không được một cái gì đó. Trên cái con dao nó cũng không bén rồi. Vậy sao con hoàng không bén được giấy mà không ra được ba đứa hay. Nhìn không phải là biết sao bén nổi. Ở trên đất của nhà tôi mà sao nói xấu tôi là sao? Hả? Nói xấu nhà tôi là sao? Ừ, giờ mới đi Sài Gòn về. Mới đi Sài Gòn về mà không kiếm chuyện liền vậy ông Thanh? Không có, ý là em làm ổng thật rồi cho mấy chị rồi em nhớ. Mấy chị này thôi, mấy chị em đang ngồi nghỉ đi để em làm mình cho. Phải không? Đi cho mấy ông làm hôm nay em phụ đời mình. Bảo ổng làm đâu á. Anh, đây em nè. À đây đây, đỡ quay. Đây này chị đại mặt dưới mày. Đây con gà hôm nay em chuẩn bị bóp gọi cho mọi người. Ngon không? Ai biết gà dường, ai biết trong đó nè. Anh Hân nói nhỏ thôi cho người ta tò mò. Anh nói thiệt với Dung nè. Đệ tử, đệ tử. Rửa chưa? Dạ chưa. Rửa liền nha. Dạ, cái này lát nữa bỏ vô nồi cháo nha. Dạ vâng rồi. Con kia sắp hết xong rồi hả? Dạ cái đó. Dạ giờ em làm gì trời? Em muốn đem tàu dáng. Không, em này em giờ em làm gì chị chỉ quy cho em làm. Không, nói chơi em này em làm nhiều lắm cho em đứng đây em chỉ đạo mà. Trời ơi đúng, tự nhiên cái tem hoàng hồ bữa nay có xuất hiện một chị đại thì tao thấy mọi thứ lên này cái tầm cao kìa. Nó kiểu như nó bị rúng động á. Em giờ hiểu không vậy? Đúng rồi, em thấy phải nên như vậy, phải có người cao, người thấp, người chú, người lính. Vậy rồi rốt cuộc là Dung là nó lại ca là nó xây vòng tròn hết vậy. Muốn xài ai xài. Nhưng mà nãy giờ em gọi cậu bé nói sao? Thì kêu là lát nữa qua giờ mà. À đúng, chị đại nói là ai cấp cho Dung cái thẻ kim bài mà nó được xài người ta vậy? Thì ai biết. Hello các bạn, mình là giờ Bí Dung nhân bạn. Hôm nay mình sẽ làm một ẩm thực để ra mắt mọi người. Anh Hân, chạy cái chuối. Thanh, gà nhục chưa? Lâu lâu cho em làm này làm nọ. Em cứ nghĩ là Bí Dung tự làm hết. Anh em mình chỉ ngầu chờ uống nước trà luôn. Đúng rồi, em đang đứng nè đúng không? Người ta đang ngồi em đang đứng nè, em gì đâu. Thôi chịu chết vậy rồi. Rồi, ok hết tất cả anh em nha. Thì đến hàng lại lên các bạn. Mấy anh em mình lại là một bữa ẩm thực mà thiếu vắng đi ông cậu bị gà. Nhưng bù lại đó thì có ông Thanh gà. Con gà nào thì một gà. Đúng rồi, miễn có gà được rồi, chứ cần đâu nhất thiết phải là ông bị gà đúng không? Thanh gà có thêm con gà. Ý xây vậy rồi. Khỏi cần bị gà. Rồi thêm một con đại ca đi nữa là tuyệt vời rồi, đòi hỏi gì nữa. Thì hôm nay sẽ đến với một cái món mà rất độc lạ ở tại Bình Định luôn các bạn. Không biết là nhanh nhanh đi, trời ơi nãy giờ em chờ hai người nãy giờ rồi đó. Nó không làm gì hết rồi, nó chỉ ti hồi nãy giờ không á. Trời ơi lâu lâu thì cho em lên giọng xíu, chị làm gì căng dữ vậy. Nói chung hồi trưa tới giờ anh thấy giọng em nó hơi cao á. Nó cao lắm luôn á.
Sao anh phải làm khó em vậy? Cho con cái đi, đi ra. Ê, cũng được, cũng được. Sao được? Thành gà mà chưa đồng ý làm sao? Sao mà được? Có sao không được? Có làm thì mới có anh ông thầy ông dạy vào, phải không anh? Ừ, y xì. Ông thầy ông dạy bài bán rõ ràng vậy mà không chịu tiếp thu. Trời, nếu mà tôi làm, tôi không làm tôi vẫn có anh á. Dạ được không? Được. Không ai dám nói em một tiếng nào hết. Bởi vì em là con gái nên em có quyền. Bằng cái mặt em luôn rồi. Ui trời. Đó thì bên Dung giới thiệu về con gà ngày hôm nay đi. Không lẽ em cạp anh Hân? Em cạp luôn nha. Tùy em thôi, tùy ý huynh. Rồi Dung giới thiệu dần gà cho các bạn biết đi. Thì, em khai trương luôn nha. Đây là con gà dường. Dai dai. Con gà trong... đây ngăn lứa con gà. Thôi anh Hân nhất. Trời ơi, từ từ, anh không dám ăn luôn á. Anh đang cầm máy quay, trời ơi, người ta chửi chết luôn á. Thôi em cho chị ăn. Thôi, không ăn đâu. Thôi ăn đi bà. Thương chị nhất mà, ăn đi. Thôi, thôi mà, ngại gì. Trời, cái đùi. Nè, Thanh nè. Đợi im im, em nhìn có con vợ em đây không ạ? Trời ơi, trời ơi, anh nói với mày nè, nam nhi trí tại thiên hạ, mình đừng cái gì mấy chị em thường kêu ngoài mà mất quán. Ê, cái đầu quá trí là do thiên hạ. Anh thấy gì không? À, anh thấy gì không? Giỡn mà vui mà. Suối em. Chị em nhớ chưa? Dạ 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 em nhớ rồi chị. Nhớ rồi, theo công đoạn của chị á, là đầu tiên á, là bỏ mấy cái hành tây với lại chuối với lại rau. Đang chờ bà chị cả đây bà xí con gà rồi bỏ lên. Dạ coi như thuộc bài rồi á. Thuộc bài. Dạ giờ chị chỉ một lần em phải thuộc chứ không nên thuộc là. Đây bí kíp gia truyền nhà chị á. Dạ. Coi nhớ sau đi bán gà thì lấy bí kíp chị bán có gì chị dùng thương nghiệp. Ăn hoa hồng ấy. Cái gì thì, hoa hồng nhẹ nhẹ. Sau một cái thời gian mà thanh gà nó hấp thụ tinh hoa làm món gà của đại ca thì bây giờ thanh gà sẽ phổ biến lại công thức cũng như cách làm cho mọi người cùng nghe nha. Vô. Trước hết đó thì mình làm gà thì cái món đầu tiên mình cần là phải có gà. Ây xì. Mà gà bắp chuối thì phải bắt buộc phải có chuối. Và mình thêm là cái đây là hành tây nha mọi người. Nếu mà có xoài nữa thì càng tốt. Mà đây là một số rau thơm. Wow. Và cái đây là cái chén nước mắm rất là nhìn rất là hấp dẫn của chị ăn bà già. Và tiếp theo là qua cái công đoạn là xí gà. Xí gà. Dạ, yeah, em thấy bà chị ăn bà xí gà như y xì, xí đầu anh em hả? Không có thấy mọi người nghĩ là nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà xí gà nó cần một cái tầm cao gơ lắm mọi người. Cũng phải đơn giản. Nhưng xí tầm cái tầm cao của em là lúc thì anh này. Anh cũng phải có tầm cao nha. Chứ phải sẽ là tầm cao đó. Bên đây ai cũng một công việc. Bên đây cũng một công việc. Đúng rồi, công việc em là ăn mà. Nhàn quá nhàn. Nhàn quá nhàn. Sướng quá trời ơi. Tôi ước gì tôi cũng được công việc như nàng ấy. Thôi anh, chút nữa có công chuyện anh. Thì trong cái giai đoạn mà chờ mấy ông nậu đây bóp gà thì mình sẽ đi hái vài cái ớt vô mình ăn nha các bạn. Có lý, có lý. Trong vườn mình thì ớt không nhiều nhưng mà cũng không thiếu. Đấy. Nói chứ ở trong vườn mà nó có ớt vậy á các bạn. Khi mình làm ẩm thực á, mình hái vậy á thì nó rất là vui nha mọi người. Đấy, với lại nó sạch nữa. Thì bây giờ là mình cũng không biết sao đây mà giờ là mình cũng phải phục vụ theo bé Dung chơi. Giờ nó là đại ca mà giờ nó nói thì thôi mình theo cha cho rồi. Tan 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 được chưa? Cái đây là để anh kèm nha các bạn. Bà chung vô chút chút ai ăn dính đáng chịu. Okay. Hôm nay em sẽ múc băng gỏi gà nha, gỏi gà gỏi chuối. Nhưng mà bây giờ tóm lại là rốt cuộc là có cho ông cậu bé ăn không? Giờ Dung nói đi chứ giờ Dung đừng có lằng quằng á. Thì em thương cậu bảy nhá, thì cứ trôn cậu bảy xong đi, cậu bảy mà ok thì em cho ăn, còn không thì thôi. Vậy là giờ anh em mình ăn trước đúng không? Ừ. Ok. Thôi thì bây giờ sẽ đến công đoạn trộn rồi mấy anh em mình ăn nha các bạn. Hôm nay lại là một bữa ẩm thực mà không có bị gà. Thế thôi. Và muốn cái món này nó ngon hơn á thì mình phải chia ra theo phân tầng nó nghe anh Hằng. Phân cho nó đều ra và rải một lớp nước mắm lên. À, sau đó mình cảm thấy nó ok rồi là thấy mình không, thấy làm thêm một lớp nữa. Mới học mà biết nhanh không? Ghê không? Mỗi đẹp ăn hết đùi gà. Thì Dung em ăn vài chó đó hơn ở Dung. Thêm đùi cho cô bảy nữa. Ê! Đồ mà em sao con gái người lúa gì mà em nghĩ ra những cái trò gì mà không ai dám nghĩ hết vậy Dung. Dung mạch nó mũi nha em. Đây, cái mũi thiệt to đây, thiệt dài đây. Đây đây di truyền mà. Thì rất là vui nha các bạn. Thương cô bảy nhất mới để lại. Không, vậy nếu vậy em đỡ cậu bảy thì em đỡ riêng ở đây đây, bỏ đây, đỡ đây. Vậy
chị đó. Đấy. Rồi cảm ơn nha anh Dung đã dành cho cậu bé. Thường nhất đó. Cậu bé lên chi? Ui ui ui, suýt nữa rồi. Rồi chỗ này. Ok, quá đã. Mày có tàu cậu bé không anh? Sao lần đầu anh muốn có điện ống hết vậy anh? Không, ông cậu bé, anh nói thiệt với thằng Thanh, cơn hăng hô, anh ấm thực sẽ không bao giờ có ông cậu bé gà. Bởi vì ông không có được anh, con người ông là chỉ được làm thôi. Rồi em gấp miệng cho chứ, gấp miệng cho cậu bảy chứ cậu bảy. Dạ chứ sao nãy nói anh không còn. Nói rồi chứ gấp miệng cho điện cậu bảy chứ. Đồ, vậy là nãy giờ con đúng không? Con đúng không? Để từ lòng cậu bảy thôi. Coi cậu bảy có chửi em hay như thế nào hay không chứ. Chửi vô, ông chửi em, ông có hay không chửi vô. Để ông như nhiều á, để ông mấy cái miếng thịt á. Để xương, ông chửi em chết. Chứ nãy thấy để cái cục xương ngon lắm mà. Chứ giỡn chứ, ai làm vậy đúng không mọi người? Ai làm vậy đâu. Cái rồi, ok quá. Khui. Wow. Cái nồi cháo này mình thiệu cho các bạn. Một con gà mà làm ra được như thế này là phải đánh cấp của đánh cấp nha các bạn. Ai nấu cháo đây? Bà chị Nguyễn Ân. Lần đầu tiên em thấy nấu cháo mà bỏ xả này. Hồn lắm. Làm một miếng nước chấm đặc biệt đây nữa rồi. Ngon. Ui xô. Mở tất cả mọi người nha. Tuyệt vời. Đúng là thành gà. Anh đồng loại. Khúng nè. Mọi người thấy món này em làm sao? Thấy ngon không? Em làm nào vậy? Khúc nào? Em làm đoạn nào? Quên. Cái đoạn em làm một hương nữa rồi. Gà dường hả anh? Ngọt. Nó dai. Thêm miếng ớt nữa nè. Hôm nay anh ớt nhiều loại gan lắm nha anh coi á. Nãy anh mới nói gió một cái thì bà cầm ghế lên đầu á, bà nhịp cái giò á, anh coi. Quá dữ dằn luôn. Gan rồi đó, giữ gìn hạnh phúc gia đình không. Nhưng mà ngon nha, em làm ngon ghê á. Mà nãy em nó chấm nhiều quá nó mặn. Nó vô quất nhẹ nhẹ thôi. Ngon, xin mời mọi người nha. Kẹm xương à, mà mọi người ăn cái con tôm sống đây nha. Chưa mời mọi người. Đây. Mời mọi người miếng da này. Sần sật chung. Wow, đau quá, dung quá, chết rồi, chết tôi rồi. Nước miếng tôi tràn trề hết rồi. Ăn hơn cốc mày đi. Tôi ăn không còn nữa đâu. Bạn miếng ngàn nãy giờ nói chứ. Mình phải ăn thâu các bạn. Mình ngầu mà nước miếng mình cũng đã tuôn. Ai nghĩ ra món này nữa? Em á. Kiểu em mới nghĩ ra thôi chứ ai nghĩ ra được. Đúng hay hơn. Nãy giờ em làm không mà chứ ai làm. Thế nào giờ biết là gà nó có nhiều loại bóp gói nhưng mà Gói đây là gói cây túi nha các bạn. Gói đây là lần nào đều em ăn luôn á. Nhưng mà cái bắp chuối này sụn sụn rất là ngon á. Bắp chuối mọi người phải bóp ra nha chứ không là nó tát lắm á. Chuối tát mà phải bóp ra chứ không là nó tát lắm. Đây là cái thân chuối chứ không phải là bắp chuối nha. Nhưng mà đâu có chát đâu. Hào Thanh, bây giờ em ngồi chú em ăn luôn rồi Thanh. Anh nghe cật lực cái đó cậu bé em ơi. A few moments later. Wow, anh xong rồi giờ cái bụng nó no quá trời. Wow. Trời ơi, nhiều về mà cũng ăn hết dữ. Thâu dọn ai rồi nghĩ? Thâu. Nói chung là mấy anh em mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip ẩm thực của mấy anh em mình đến giờ phút này nha. Dùng hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Phải tranh thủ ăn mấy miếng chứ không hết sao lâu lâu mới được ngon. Ngon. Đây ngon mà tôi nắm người luôn á. Gọi hồi nãy giờ mà da cậu lên muộn chứ. Gọi gì tụi bay gọi về báo trước cho tự nhiên lúc sáng cho. Chứ công chuyện tao làm hết tướng tao dọn thời gian tao nhiều lắm ấy. Thì bây giờ bệnh con này cậu bảy con nè. Đồ còn cái dạng cái đó cậu bảy. Đi giải mày. Con đây đi vào đây. Tao thèm ăn thèm muốn mày chuối tao muốn lên hình. Ẩm thực dưới anh em luôn tem vui gì. Thái độ mày vậy nha. Mày cố gắng mày yếu hơn tao nha. Tao 70% cố gắng nha mình. Thái độ vậy ai chờ mày gặm gặm miếng xương. Mày miếng xương tao. Mày thằng gà bím hơn tao. Đâu cậu bạn. Nè nha, con quần này. Càng ngày thấy con. Thôi ăn đi chứ. Tao gặm miếng cho giống cậu. Để thôi con ăn đây. Thôi còn mày khỏi ăn luôn đi. Ông cỡ mà cậu cỡ dịp xây dựng qua bên đây cậu. Thôi ok các bạn nha, thì hôm nay á mình cũng nói thiệt các bạn là mình làm ẩm thực á. Nhưng mà ông cậu bấy ông bận đi bán trứng gà. Bận trứng gà gì mày điện tao lúc ấy giờ thời gian tao chưa bán trứng mày lên kêu tao lên chứ.
Thịt ngon, bao ngon, bao ngọt. Tao mà rút giày ra một cái là cá chuyện mà nghe. Rút giày ra một cái chuột nó chạy bị ba chân. Mày là thằng khốn nạn, mày là thằng lù đạn, mày là thằng âm binh, mày là âm binh tao địa phủ, mày là ngựa bà, mày là thằng điên, thằng khùng, thằng âm trời trợn. Dạ. Ở đó cái màu kìa, cái màu kìa, tô cái màu kìa. Mong nè, người ta nói cậu là la làng xóm nào cậu nhớ. Tao còn không nậu nó, tao la khắp kè tỉnh Bình Định luôn chứ làng anh xóm vậy. Anh nhớ mà bị phạt tiền chưa? Trời tục là bị phạt tiền đó. Tiền nhớ chưa? Mày coi chừng tao đang mi. Cậu, thâu cỡ gì vậy? Thâu thâu, bây giờ nè, đây nè. Review với mày, review thì xương không review. Qua đây review coi. Cái con khùng đây. Có mà chuyện đi. Tao cũng hiếu mà bà già mày phải có phải chỉ ruột tao nữa. Không có mời các bạn nè. Không thưa các bạn nhất chưa trả chưa chuột lại nè. Biếu. Có không? Có. Rồi xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Tem Hoàng Hô có làm ẩm thực nhưng mà do cậu bé đi bán trứng nên lên hơi muộn nha các bạn. Mà ông lên là mấy anh em mình. Mày nói bị sao dự thật nha, mà không có mời tao nha. Mày nói sao dự thật chứ. Con gọi mời đâu các bạn khuyên. Mày nói sao dự thật chứ. Có đem tiền cho 10.000 cho cậu bé gì vậy? Thì nhà bây giờ cũng nói các bạn nè. Bây giờ cho cậu bé 20. Cậu bé nói là do cậu bé lên một rồi. Mày né tao ra. Đưa cái máy này tao muốn nói chuyện căn gì á. Các bạn coi nè. Đây là những gương mặt thành phần của những thằng bứa mí lao tào lao bí đao này. Lần nào cũng làm ẩm thực toàn trốn mình ăn. Ăn nó ăn vậy đâu, nó có mập mặt, nó có mập mái không cũng không biết nữa. Nói chung là tao mày chấm dứt. Không phải cậu, cho một con 50. Một con 50. 50. Nhâm chục được. Giờ tao nói cuối lại một câu 100 chịu không dứt đêm. Mét tiếp á, tao mét cái khán giả đó, khán giả chưa vợ chồng bị lôi bản hàng quay luôn. Đưa ống cho mày giờ đầu rồi mình. 100. Không, bây giờ đưa ống cho mày rồi mình đem cái dĩa đó dành cho ông á, mình đem ra mình ăn. Là xem như là mình cái đó mình mua cái dĩa gói cho. Có để dành tao. Con đỡ con dĩa nhỏ cho cậu với lại nửa thùng bia mà cậu nói vậy thôi, đưa. Sao vậy sao khỏi lên cho. Dạ, đưa 100 cho tao, chủ yếu là tao muốn review để cho khán giả biết món ngon được rồi, em đưa cho. Sao làm dữ vậy? Đâu, thôi đưa cho em đưa 50 thôi, cứ tao ăn cái dĩa nữa cũng được, 20 cũng được. 20. 20 là cậu đi về luôn. Về luôn. 20 ly kìa. Thôi lên muộn để là review đi. Để là review đi. Đâu? Đâu? Đây nè. Mẹ bị dùng nó ưu ái cho cậu luôn cái mâm đây. Gọi giỡn. Không nó giỡn đó. Cầm cái mâm, cầm cái dĩa đi. Để dành mà đâu cho tao đâu, để tao ngồi. Thôi các bạn ngồi đi, Rồi, không có giỡn nữa. Những thằng mà chọc ghẹo với những người lớn tôi không bao giờ tồn. Đây, để cho cậu toàn thịt và thịt. Và có vài khúc xương ở đâu. Mời cậu bảy. Cậu bảy review đi. Đó, bây giờ tao mới nói là tao bận quá, tao lên muộn nè. Tiếp tự viên, lên bia tiếp tự viên. Lên trong cậu bảy rồi cũng làm bảnh luôn rồi ra mắt mẹ. Ủa hôm nay làm này ca mà. Quên. Ê, nghe mày đi ra lấy. Tao uống bia. Mày biết mẹ đây uống bia làm sao thì chút nữa tao đi buôn đi bán mà uống bia. Làm một ly cho nó mấy cô. Rồi cậu bảy review ơi. Cái đoạn này tích mấy anh vô. Mày không phải sao vậy? Bây giờ không, tao không có uống bia mà sao mấy. Đây. Xin chào các bạn nha. Hôm nay á là cái hố á ra mình bận công việc rất là nhiều các bạn. Nên cái hố nó đem cái hố nó mới điện thoại mình từ lúc ngày 2-3 ngày trước để làm ẩm thực. Nhưng ra mình bận quá. Thành ra anh em nó xương con xương kéo lắm mà kéo nó để dành cho mình. Mày biếu mẹ đó, mình bóp nhẹ nhẹ đó tao quá chứ. Hôm nay các bạn thấy vui không? Thường ổng đấm bóp vào ổng là như chó rồi. Nên nay mình sẽ review không? Ghê bóp vui. Này con làm á. Này con làm á. Cậu hình như bóp chuối mà điên xài sao mà nay anh nên tan tay men cục mà anh chịu bóp men cục ngu dữ mày. Mày như ngu vậy. Măng cụt là xưa rồi nay người ta bóp chuối. Nói các bạn. Cái con mày khùng quá. Bóp chuối này đó nó liên quan gì thì cần coi chuối vậy mình chặt dùng bóp có gì đâu hay men cục 60.000 ký. Bây giờ mua 2 cho mày. Có ai đâu? Sao có bạn nói nhiều dữ vậy? Rồi bây giờ bật máy lại đi review này. Gà này miếng bự chà bé lứa này anh không? Anh ơi, gọi anh ơi. Anh no mà. Anh no chứ. Dạ đâu chứ anh no. À thôi no rồi. Cái này nó ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Mời các bạn nha. Mời tất cả anh em 183 tỉnh thành nha. Trầm số 3. Trầm số 3 tỉnh thành nè. Đã. À, rồi cảm nhận. Cái nước mắm này nó ngon nè. Cái này muối. Nước muối này ngon. Tại nó chua. Ngon. Review gì kỳ vậy? Thôi bữa sau khỏi cho cậu bạn review luôn ấy. Vậy bữa sau nó kêu lên đi. Cái đây là chuối dưa gà. Nhưng mà mình không thích ăn chuối các bạn. Mình thích ăn gà đâu. Nên mình chấm gà ăn cho. Ăn cái miệng chuối. Youtuber. Ai lộn, Youtuber.
TikToker. Sao review nãy giờ mà còn chưa hết? Review gì thì bây giờ á, mày ăn chủ yếu ăn cái độ cảm nhận của cái con thích cái con gà. Cho chuối ăn ngon, được làm miếng chuối. Ngon. Chuối thôi. Làm tao mà ăn chuối mà không ngon. Sao giờ chuối mà quấn với da mẹ. Da gọi là da chuối. Ăn thôi. Đúng rồi, thánh review. Nói chung cũng ngon, ngon là ngon rồi, cái da. Ngon bằng chuối không cũng ngon. Ngon bằng con không? Ngon bằng con sao không? Sao nó muốn ăn là muốn nuốt luôn không? Tao cậu mày nha, mà sao mày lúc nào mày cũng... Sao cậu cứ kìa sâu xa vậy? Mày muốn kìa mà nuốt tao lắm, mày nuốt vợ nuốt tao lắm. Mày mà nuốt tao hết phim coi. Vợ ăn lắm. Ôi. Thôi mà ăn nha. Được, easy. Ngon không? Gà ngon, cực kỳ, ác xíu. Sâu vô cậu bảy. Review phải sâu vô. Nói chung á, hãy đợi tao ăn xương ra sau. Làm ly bia nữa chị. Hầm bia uống chút nữa nó bánh nồng nồi cơm ạ. Nay mình ăn gà xong, nãy giờ chuối xong, da gà ăn xong. Giờ giờ mình bắt đầu gặm xương gà. Gặm sao dúng thiệt dúng em cậu. Wow. Không mà đứa nào bóp cái này nè, tao thấy tao cũng khen á. Con bóp mày mà bóp được món này tao sập rầm đi. Ủa, bởi vì con mới gọi cậu bảy qua, con mời cậu bảy ăn gà gọi. Ý là mày thương tao đúng không? Mày thương tao nói mẹ đi. Nó biết đường tao nói gì tao nói với mợ mày. Thương cậu làm gì, thương cậu nuôi con được không? Mày muốn nuốt tao không đúng không? Mày muốn cậu bán trứng gà mà đòi nuôi con. Mày muốn nhai tao đúng không? Thôi. Mày thương tao bán trứng gà, tao bán người bán trứng gà nổi tiếng nhất Việt Nam này. Rồi bán trứng gà nhân nuôi nổi con đâu mà ngồi đó mà nói anh đòi nuôi con. Mỏ. Anh nghe chưa review cái. Sao còn gì nuôi mày? Tao mày dù như mày thích tao mày muốn ăn mày nuốt tao cái mà tự động mày xuống nhà tao à, tao đâu cần nuôi mày. Chú cái mọi ăn xong mọi té với mọi. Quá ngon. Ác chí. Rồi nói chung mày mày làm ấy. Có làm. Không ừ vui sao cho cậu mày vui. Không có công nhận như thế. Thương cậu bảy mới gọi cậu bảy xuống ăn chứ chưa nguyên gì vậy. Không giờ mày có chồng được rồi, mày đi cưới chồng mày đi. Dùng ế mà chồng gì nó. Mày đừng ám cuộc đời của cậu bảy nữa, tao bảy khô quá. Nhưng mà sao con lấy chồng cậu bảy nhớ đem mang con 10 cây vàng nha. 10 trứng mà. Ai đi đám cưới đi 10 trứng. Có nhiều người vàng ấy. Có nhiều người họ rồi mua 2 trứng tao không bán mày. Nhỉ? Có nhiều người nữa rồi mua 2 cái trứng tao không bán á. Mày giờ tao cho mày mua trứng nữa. Thôi trứng của cậu trứng thiêu rồi. Tao nói ăn đó đi cậu, dọn cậu. Trứng đó thuộc dạng mang thiêu mà thiêu. Anh đi nói rồi vô sâu xa lắm mày lắm. Nói chung á là hôm nay bữa ẩm thực nói chung là cũng tạm gọi là thành công. Gọi lắm nha. Chứ mày cũng thành ra là cái phần này đó là kéo mình, nó thương mình, nó đỡ lại mình rất là thích nha các bạn. Thành này mình dứt miếng rồi, mình dứt miếng rồi nó đã quá rồi. Bây giờ cũng kết thúc video một cuộc có người mày yêu ấy. Kết thúc đi. Để thôi ok các bạn nghe, thì bây giờ là cậu bé ông cũng review rồi, anh em ăn rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo nha mấy anh em. Bye bye cậu bé này. Giữ cậu bé làm vậy. Thì đâu mà bye bye à. Vô đàng hoàng. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Thì quần mấy ngày quay vậy. Hết cái lạnh gì không, mà đi đâu mà giành giật của ổng đâu mà không sợ chứ không. Bye bye nha. Chừng dây là cầu bảy gà tham lam nha. Không. Anh em mình làm một bữa ẩm thực vui vẻ cùng anh em trong team nha các bạn. Luôn là cảm ơn bé Dung hôm nay đã đứng ra chỉ đạo cho mấy anh em làm một bữa ẩm thực. Chào các bạn, mình là Dung. Hôm nay là mình sẽ làm một bữa ẩm thực. Anh Hân là chào mạng mọi người. Anh Hân đi chặt chuối anh Thanh đi luộc gà để cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.